Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu dòng tiêu Long Phụng như ở trên hình. Vâng, tiêu này là thuộc hệ bát khổng bạn nhé, và có màu xanh, một trắng và màu đen, rất là đẹp, và cái nước sơn của nó cũng rất là tốt. Mình cũng khá ưng vì là cái nước sơn nó tốt và lỗ khoét nó cũng khá là tròn trịa, và nhất là lỗ thổi thì nó rất là, miệng nó khá rộng và nó vắt thẳng xuống dưới. Đấy, nhìn là vắt thẳng xuống dưới. Và cái lỗ khoét như này thì là mình sẽ bắt hơi được rất là tốt, nên các bạn là mới tập hoặc là mua về dùng lâu dài để tập với dòng tiêu này thì cũng khá là tốt. Đấy. Và hôm nay mình sẽ test cho các bạn biết về cái giao âm của cái tiêu Long Phụng này bạn nhé. Đây là trên tay mình là cây tiêu màu xanh và là tông đô có chữ F ở trên trên tiêu ấy. Ngoài ra thì mình có cả tiêu bát khổng trúc tím ba khúc vào nhá, và đây là tiêu màu đen ba khúc hay gọi là tiêu hắc long, rất là đẹp và âm cũng rất là tốt. Ngoài ra có là tiêu hai khúc nữa, và đây là sáo DJ hai khúc vừa về hôm nay. Đấy, nếu các bạn có muốn tư vấn gì về tiêu hay là sáo bầu, sáo mèo, ocarina, sáo ngang thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0965997695. Các bạn viết số này ở trên Zalo hoặc là Facebook nhé, thì đều ra nick của mình, hoặc các bạn vào trong trang fanpage là Tiêu Sáo Online. Vâng, xin chào các bạn ạ. Chúc các bạn một ngày tốt lành.